Thôi sao hay cá hồi và cô Diễm nói gì mà vui vậy, cho mẹ biết chứ. Đâu có gì đâu mẹ. Hai cô cháu nhà này á toàn những bí mật trẻ con thôi. Cá hồi, con có bí mật gì vậy? Nói cho mẹ nghe được không? Bí mật á thì không nên nói cho nhiều người, đúng không mẹ? Anh và Diễm sẽ cưới nhau chứ? Anh chưa tính tới chuyện đó. Anh cũng thấy rồi đó. Cá hồi mỗi lúc mỗi xa cách với em. Là mẹ, mình nhìn con mình yêu thương tin cậy người khác hơn mình. Anh thử đặt mình vào trường hợp của em mà xem. Ý em muốn gì? Em muốn nuôi dạy cá hồi. Chỉ dù em có yêu thương con nhiều như thế nào đi nữa, mà không được sống cạnh con thì cũng sẽ có khoảng cách. Em không thể để mất con như vậy được. Anh đâu có ngăn cản em dành thời gian cho con đâu. Chỉ là do em có muốn dành thời gian và tâm trí cho con hay không thôi. Anh nghĩ em nên tự sắp xếp mọi thứ trong cuộc sống của mình đi. Và anh xem cái gì quan trọng thì hãy ưu tiên nó trước. Anh nói như vậy là ý anh cho là em không quan tâm tới con sao? Em lúc nào không nghĩ về con, không lo cho con chứ? Cuộc sống của em bây giờ chỉ nhìn vào con mà tiếp tục. Anh có hiểu điều đó không? Em căng thẳng quá rồi. Chắc có lẽ thời gian vừa rồi do áp lực nhiều quá. Anh nghĩ là em nên dành một chút thời gian để thư giãn đi. Em còn không biết hiện tại bây giờ mình đang có cái gì nữa. Em càng như vậy thì làm sao anh có thể để cá hồi sống với em được? Bằng cách nào đó, em hãy tự sắp xếp lại, ổn định lại tâm trí của mình và cuộc sống nữa. Rồi khi đó em hãy nghĩ đến việc nuôi dạy con. Sao mọi thứ lại bất ổn và lộn xộn với em như vậy? Chị, trong ba người, chị là người em muốn nói thật nhất. Thủy Anh lo cho em nhiều lắm. Nó tìm mọi cách liên lạc với em mà không có được. Thủy Anh cũng nóng tính như em vậy. Em sợ rằng nếu như gặp nhau thì cả em và chị ấy đều không kiềm chế được cảm xúc. Nhưng mà dù sao thì em vẫn là em gái của các chị. Vậy còn Yến thì sao? Một người bạn mới đặc biệt. Em xin chị hiểu cho em. Mối quan hệ của em và Yến không giống như với các chị. Em nhìn thẳng chị nè. Em đừng có cố tình tạo vỏ bọc giả dối nữa. Hãy nói thật với chị đi. Có thể là em sai, nhưng mà thà như vậy mà em được tôn trọng, em được ngưỡng mộ, còn hơn là em phải đối diện với thực tế là sự thất bại với mối quan hệ với Tuấn. Đã gặp Tuấn, anh ta cũng đáng thương như chính em vậy. Chỉ có lúc đối diện với chị như thế này, em mới dám nói sự thật suy nghĩ của em về Tuấn. Tuấn đang khổ sở lắm, nhưng mà em không dừng lại được.
Em không thể cho Tuấn thấy sự yếu đuối của em được chị ạ. Không bao giờ. Chị thương em quá. Chị đã thấy trước được những đau khổ mà em sẽ phải nhận lấy trong tương lai. Chị phải làm sao bây giờ hả Mai? Chị đừng nói gì nữa hết. Em xin chị đấy. Em biết là em phải làm gì. Em thực sự đang rất ổn mà. Chị tin em nhé. Còn ba mẹ em thì sao? Em đã sai. Cố gắng đừng có để ba mẹ em buồn nữa. Sau hôm nay em sẽ nói chuyện với ba mẹ. Em sẽ thuyết phục để ba mẹ hiểu những gì hôm trước em nói là không đúng, là hồ đồ. Thực ra chỉ có những lúc mà em bị ức chế, em không tỉnh táo em mới nói như vậy. Nhưng mà chị ạ, mối quan hệ của em và Yến thực sự không như những gì các chị nghĩ đâu. Chúng ta luôn cần một ai đó để yêu. Có khi chúng ta chọn nhầm hoặc tự xây một hình tượng cho mình. Chúng ta biết trước ngày mà chúng ta sẽ đau khổ bởi sự nhầm lẫn hay ảo tưởng của mình. Nhưng chúng ta vẫn lao đầu vào bởi yêu. Đôi khi còn quan trọng hơn cả việc được yêu. Chi Mai đang sai lầm nghiêm trọng và chính cô bé cũng thừa nhận với mình như vậy. Mình biết phải làm sao bây giờ? Biết phải đưa ra những lời khuyên gì với Chi Mai, mà có ích gì không nữa khi những lời khuyên nhủ đã quá dư thừa với Chi Mai rồi. Chính mình cũng không đủ can đảm để phân tích cho Chi Mai hiểu những cảm xúc bất thường mà Chi Mai đang trải qua, vì chính mình cũng đang gần như sa lầy trong thói quen tìm kiếm hạnh phúc từ người khác. Chính mình cũng không có đủ can đảm để ra khỏi đời sống của người đàn ông mà mình yêu vô cùng. Mình biết vậy, thậm chí biết rất rõ. Viết đầy những trang giấy này, viết xong rồi để đấy, cũng không biết cách nào xoay sở trong đời sống thực. Chi Mai cũng vậy. Ngày mai lúc nào chị rảnh? Nhớ gọi cho tôi. Không giống Quân một chút nào hết. Trước đây, Quân không bao giờ hỏi tôi khi nào rảnh, khi nào có thời gian dành cho Quân. Hình như chỉ có tôi là người hỏi những điều đó thôi. Xin lỗi chị. Có lẽ tôi đã quá bất công với chị. Những điều đó bây giờ không còn quan trọng nữa. Được rồi. Ngày mai khi nào tôi rảnh, tôi sẽ gọi lại cho Quân. Tôi về nha. Tôi về đây. Dạ. Mẹ về rồi nè. Cô. Dạ. Chú Châu dặn cho tôi nói cô biết cô Hoàng bị.
như vậy không đúng đâu, làm giống con nè. Vậy hả anh? À, phải vậy. Con sao rồi anh? Ờ, con cũng đỡ rồi em. Nãy bác sĩ mới qua thăm, nói cho nó ở thêm một vài ngày nữa để theo dõi rồi mới xuất viện. Con thấy thế nào rồi? Dạ con thấy khỏe mẹ. Mẹ, con với anh hai á kêu ba làm như vậy nè, nhưng mà ba làm không có được. Tại sao con bệnh mệt không cho anh biết? Anh biết tính em mà. Em lo lắng rồi vội vàng trở về, không an toàn chút nào. Anh lúc nào cũng như vậy hết, tự mình quyết định mà không nghĩ tới cảm giác của người khác. Anh thử tưởng tượng, con đang bệnh mà em cười nói ăn uống vui vẻ như vậy, nếu là anh thì em như thấy như thế nào? Anh làm cho em cảm giác bản thân mình tồi tệ. Bây giờ thì anh mới biết lý do tại sao mà mình không thể nào sống chung được. Anh không cho em cơ hội để chia sẻ cuộc sống bình thường với anh. Em đừng có nghĩ ngợi nhiều. Anh thấy tự mình lo liệu được nên muốn để em yên tâm công việc thôi. Anh nhìn lại anh đi, hốc hác bơ phờ. Cũng may là đợt công tác này nó kết thúc sớm, chứ nếu như nó kéo dài chắc anh cũng còn giấu em đúng không? Thôi được rồi, lần sau anh sẽ rút kinh nghiệm mà. Thôi, anh đi về nghỉ ngơi đi. Tối nay em sẽ ở lại chăm sóc các con. Anh không có mệt à, để anh ở lại với các con được rồi. Hai anh ở lại với con nha. Đi mà ba, ở lại với con đi. Ừ. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Chẳng lẽ cứ đứng im nhìn cho nó xa lầy mãi? Con bé là người hiểu biết mọi chuyện của nó, nhưng vẫn còn ngang bướng vì những lý lẽ của người khác thôi. Thông thường ai cũng thấy lý lẽ của mình là đúng đắn nhất. Em không hiểu ý của chị. Với chị Mai, theo chị, cách tốt nhất bây giờ là nên lùi lại một bước sẽ tốt hơn. Nếu tiếp cận quá gần thì bản năng tự vệ của con bé sẽ làm mọi chuyện thêm phức tạp. Nhưng mà chị cũng thấy yên lòng vì con bé đã chịu tâm sự với mình. Ôi, thật ra con bé không hề mù quá như mình tưởng đâu. Nó rất là tỉnh táo, chính những người xung quanh đã làm nó mất kiểm soát. Chị đã hẹn sẽ gọi cho tôi. Tại sao không gọi? Có chuyện gì sao? À, đúng rồi, tôi quên. Tôi đã chờ cả ngày hôm nay. Tôi nhớ tôi đâu có hứa hẹn gì với Quân. Mà giữa tôi và Quân cũng đâu có gì quan trọng đâu. Vậy thì tại sao Quân phải chờ tôi vậy? Chị luôn luôn quan trọng đối với tôi, luôn luôn là như vậy. Trong thời gian tới, tôi sẽ dành toàn bộ thời gian của mình cho gia đình. Khi nào có thể thì tôi sẽ gọi lại cho Quân nha. Nếu như chị đã nói vậy thì tôi còn nói được gì nữa chứ? Nếu Quân có thời gian thì hãy dành thời gian cho Lê nhiều hơn. Nếu được như vậy thì tôi vui lắm. Đừng nói dối nữa Dân Điệp à. Tám. À, rồi. Đến hai kìa. Sáu. Sao rồi? Có chú ngựa nào về trường chưa? Con thắng rồi mẹ ơi. Giỏi quá vậy. Em có chuyện gì vui sao? Dạ. Với em á. Quân vừa mới gọi cho em. Bây giờ mới hiểu được những gì em đang có thật đáng quý như thế nào. Em vẫn tiếp tục mối quan hệ cũ với Quân sao? Dạ không còn như cũ đâu anh. Em e là sẽ nguy hiểm hơn cho Quân đó. Để làm gì? Bye ba, tới ba kìa. À, ra Quân. Ủa, đâu? Đây, ở đây. Năm. Rồi, tới con kìa. Ra Quân. Ơi, con đây 10. Đá luôn, đá của ba rồi nè, đá con của ba rồi nè.
Uống nước cam đi anh. Từ hôm anh đi công tác về tới giờ em chưa có tiện hỏi chuyến công tác của anh thế nào, mà em thấy anh không có được vui. Cũng không được tốt lắm. Đối tác của anh yêu cầu nhiều thứ quá, cho nên khi về đến đây anh vẫn phải suy nghĩ nhiều để mà tìm cách giải quyết vấn đề một cách tốt nhất. Nhưng mà em thấy lo cho anh quá. Có gì đâu mà lo, anh giải quyết được tất cả mọi thứ mà. Này đây. Không được lo lắng biết chưa. Trợ lý đại sứ. Có được không em? Quá tuyệt vời. Vừa là cơ hội nghề nghiệp, vừa có thể giúp chị thay đổi không gian môi trường sống. Em thấy ngạc nhiên là chị còn đắn đo đó. Chị không có đắn đo, chị đã quyết định rồi. Tất nhiên. Nếu là em thì em cũng sẽ đồng ý. Không việc gì phải đắn đo cả. Một cơ hội tuyệt vời cho cuộc đời. Khi nào chị đi? Chị sẽ ở lại. Ở lại? Tại sao? Tại vì chị sợ không có được sự yên ổn cho bản thân mình. Ở nơi này mà tâm trí cứ nghĩ về nơi khác thì bất hạnh quá phải không em? Chị không muốn như vậy. Em thấy ở đây có gì mà chị phải tiếc nuối? Toàn là những chuyện còn phải quên đi mới đúng. Còn nhiều chứ. Không dễ để quên đi một phần cuộc đời của mình đâu em à. Chị ơi là chị. Chị phải sống cho những ngày phía trước, chứ không thể nào sống cho những ngày đã qua. Bao nhiêu lâu rồi mà chị vẫn không hề thay đổi vậy? Chị sợ. Chị rất sợ em à. Chị sợ phải dứt bỏ những cái cũ để tiếp nhận những cái mới, để làm lại cuộc đời của mình. Trong khi chị đã quá quen thuộc và gắn bó với cái cũ rồi. Chị đừng ngụy biện cho những hành động của mình nữa. Có phải chị vẫn muốn hy sinh cả cuộc đời mình cho anh Vũ? Em thấy nếu như chị vẫn còn yêu anh ấy thì điều tốt nhất chị có thể làm cho anh ấy bây giờ là hãy sống cuộc sống của chị cho thật tốt đẹp, thật hạnh phúc giàu. Chị đã lựa chọn cuộc sống cho chị. Chị thấy rất hài lòng với điều đó. Chị không hề thấy tiếc nuối hay là thiệt thòi gì hết. Em hỏi thiệt nha, ông Vũ có khuyên chị ở lại không? Chị đang hy sinh cho một người rất ích kỷ. Em đừng có nói như vậy. Mối quan hệ của chị và anh Vũ không một ai hiểu được hết. Bởi vì chị luôn giữ nó trong những ý nghĩ bảo thủ của chị. Chị không cởi mở, không thoát ra khỏi những suy nghĩ của chị. Chị phải dứt bỏ ông Vũ cùng những ràng buộc liên quan tới ông Vũ đi. Và em nhận thấy rằng chị đang rất không công bằng với cô vợ mới của anh Vũ. Chị không muốn tiếp tục ở lại để nghe em chỉ trích nữa. Chuyện của chị sẽ tự giải quyết. Ngọc Minh. Anh hai chơi giỏi hả? Anh hai chưa hết vòng này đi. Mẹ ơi, có điện thoại. Con nghe điện thoại giúp mẹ đi. Nói là mẹ đang bận nấu ăn. Nếu có việc gì thì hai ngày nữa hãy gọi lại nha con. Dạ. Dạ. Mẹ ơi, điện thoại của chú Vân. À, được rồi, mẹ cảm ơn. Giỏi quá. Alo, có chuyện gì không Quân? Dân Điệp, Dân Nghĩa ở nhà sao? Tôi đã nói với Quân trước rồi. Mấy ngày nay tôi dành toàn bộ thời gian của mình cho gia đình mà. Tôi có thể gặp chị một chút được không? Không được đâu. Nếu Quân có thời gian thì Quân dành thời gian của mình cho gia đình đi. Tôi cũng muốn vậy mà. Tôi không cần Dân Điệp phải nhắc nhở những điều đó.
Chúng ta biết rõ mình cần gì ở nhau mà. Tốt nhất là hãy chung thực với nhau đi. Có thể tôi nói Quân không tin, nhưng sao Quân, tôi mới hiểu ra một điều. Điều gì là thật, điều gì là phù phiếm trong cuộc sống của mình. Những gì tôi đang thấy trước mắt, đó mới là cuộc sống của tôi. Đó mới là những điều quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Nếu như đó không phải là ý nghĩ nhất thời, mà là sự thay đổi thật sự của chị, thì tôi xin chúc mừng. Cảm ơn. Nhưng rồi ai cũng sẽ trưởng thành hơn sau những vấp ngã của mình mà. Đúng không? Tôi không coi việc gặp chị là một sai lầm. Không bao giờ. Tạm biệt. Nghiêng quá. Có chuyện gì vậy em? À, em có một cuộc hẹn nhưng cũng không quan trọng lắm. Thôi, mấy cha con qua ăn cơm đi. À, ăn cơm. Ăn cơm nào. Mẹ, con thấy lúc nào nhà mình cũng vui như vậy hết. Nhà mình là vui nhất trên đất luôn á ba. Thì kìa hả con? Con thấy lúc nào cũng như vậy. Ba mẹ lúc nào cũng thương các con mà. Con mời ba mẹ ăn cơm. Ba mẹ ăn cơm. Mời con ăn cơm. Đây, cơm của con đây. Cảm ơn ba. Cảm ơn ba. Mệt lắm không? Em mới đầu cảm thấy mình đang cũ đi rồi. Sao vậy? Em chỉ mới bắt đầu công việc này ở một thời gian ngắn. Nếu cứ như vậy thì cũng đủ để em tạo danh tiếng. Sao lại lo là mình cũ? Em không quan trọng cách người khác nhìn nhận em. Tự em sẽ đặt ra cho mình những tiêu chuẩn. Nếu mà không đạt được những tiêu chuẩn đó thì coi như em không làm được. Chỉ vậy thôi. Vậy bây giờ phải làm gì? Em muốn đi học thêm hả? Với em, việc học thêm ở trường vậy là quá đủ rồi. Thật khó để hiểu được em, Vĩnh à. À, chị nè. Em cần chị tin em. Cho cái chặng đường dài sau này nữa. Đương nhiên là thật rồi. Xin qua bên này giùm chị. Ok, xong rồi. Cảm ơn em. Dạ, cảm ơn mọi chị. Người. Chị có tin tức gì của anh Vĩnh không? Em có không? Mấy ngày hôm nay chị cũng cố gắng liên lạc, nhưng không có tin tức gì. Mọi thứ hình như đã đóng lại. Em cũng không biết nữa chị. Chẳng có ai biết tin tức của anh cả. Chắc là anh đến một nơi nào đó để lấy cảm hứng rồi. Từ trước tới giờ cũng bị vài lần như vậy sao? Cũng vài lần thôi. Không ai hiểu anh được. Gì vậy? Cậu ấy có muốn ai hiểu mình đâu chứ.
Chị hả? Chị ngủ chưa? Chưa. Thời tiết hôm nay khó chịu quá, nằm hoài cũng không ngủ được, nên chị đang ngồi viết nè. Em thấy bất an quá. Sao vậy? Có chuyện gì? Chị có nhớ Vĩnh không? Em đã từng kể về Vĩnh, và chị là người duy nhất ủng hộ em trong mối quan hệ này. Chị nhớ chứ. Tất cả những điều liên quan đến em chị đều nhớ, bởi vì chị quan tâm em mà. Ngay cả khi em và chị bất đồng quan điểm với nhau sao? Chẳng qua là em lo lắng cho chị mới như vậy thôi. Vĩnh sao hả em? Cậu ấy biến mất, không để lại một tin nhắn nào, một sự liên lạc nào hết. Vừa rồi em có một giấc mơ về Vĩnh. Nó khiến em cảm thấy hoang mang quá. Sao? Biến mất hả? Chính xác là biến mất. Trước giờ em cứ luôn nghĩ rằng em là thứ có giá trị nhất trong cuộc sống của Vĩnh. Nhưng hóa ra không phải là như vậy. Vĩnh vẫn luôn cô đơn và muốn tìm kiếm một điều gì đó. Khoan đã, em đừng có nóng vội như vậy. Chị nghĩ Vĩnh là người có tâm hồn nghệ sĩ, cho nên cuộc sống cậu ta không giống như mình. Em phải chấp nhận, làm quen và tôn trọng với điều đó. Nhưng mà thật ra Vĩnh rất cần em trong đời sống thật của cậu ấy đó. Nhưng em không dám chắc là em có đủ bao dung và sự mơ mộng để chấp nhận một người đồng hành như vậy không? Em lại phạm sai lầm một lần nữa rồi. Không phải đâu, bởi vì em đang giận và nhớ cậu ấy. Em yêu mất rồi thì anh à. Cậu ấy luôn khiến em xúc động vì tâm hồn và sự đam mê của cậu ấy. Nhưng chọn một người đồng hành như vậy thì không đủ. Em sẽ lại phải cô đơn mất thôi. Chị nghĩ khi bắt đầu một mối quan hệ mới, em phải biết đối tác của mình là ai. Cậu ta là người tự do, có quan điểm, có đời sống riêng. Em phải tôn trọng và chấp nhận điều ấy. Thôi được rồi, nếu như Vĩnh không thể là người bạn đồng hành cùng với em, thì hãy xem cậu ấy là người bạn có thể đem đến những cảm hứng cho em trong cuộc sống này. Cũng được vậy. Thật ra lúc này em cảm thấy đang rất giận dữ và hụt hẫng, vì em đã từng nghĩ rằng em là người quan trọng đối với Vĩnh. Có em là đủ cho Vĩnh. Ai cũng ích kỷ hết em à. Theo chị, hãy cho Vĩnh thêm thời gian nữa. Có thể khi cậu ta về, cậu ta mới thấy được rằng em quan trọng thế nào với cậu ta. Em cũng hy vọng là vậy. Thôi, chị ngủ sớm đi, em cũng cất máy đây. Ngủ ngon em ha. Dạ. Em tốt, hiếm có trên đời. Mà em khổ thì chẳng ai bằng cả. Hà, anh đừng áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác. Chỉ cần em được ở gần con thì em sẽ có được một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc. Con đang sống tốt, em không phải lo cho con đâu. Anh lúc nào cũng muốn làm em phát điên.